Nhà rộng có hai ông bà ở, trời con cái đi đâu hết. Ồ trần này trần ấy à, trần đổ hả? Anh kêu đổ cái sàn này 300 mét hả, 300 mét vuông hả? À trên dưới đây được, bên dưới là được 4 phòng ngủ. Phòng nào phòng nấy rộng rộng không à? Đâu lên gác thôi à, nhà quá rộng. Ở bên dưới này là 4 phòng ngủ rồi hả? Vệ sinh, nhà kho. Đây gian bếp. À bên này phòng ngủ hả? Nhà thì thôi có hai ông bà, nhà thì có hai ông bà mà nhà quá rộng. Đây mình lên bên trên mình quay cái không gian bên trên cho bà con xem qua cái căn nhà này. Khuôn viên căn nhà này là có cái mặt đường là 114 mét nha bà con. À, bên trên này anh chưa có trần là phong mà. Tầng này tôi còn ngủ nè. À, bên trên này sao anh không đóng là phong đi? Ồ, cái sàn cái này rộng ha. Bên này cửa cửa đi ra. Ồ, nhà quá rộng luôn trời. Mấy mong ấy. Người không được. Quyết bảo là rứa thôi. Ôi cửa rồi rồi này. Đã hiểu. Ôi không gian trên này quá rộng luôn mà. Ở trên này là gian thờ. Ồ cái này đóng ra la phong nữa là đẹp. Trên này đóng la phong gỗ nữa là đẹp luôn. Đây, con đây để dùng quanh lại cửa kia vô. Này, đầu nhìn đâu đây đây quay trước đó. Đất của mình là tính là 2 hết phải không anh? Hai hết mốt hả? Đây, bờ khoảng bao nhiêu cây? Ba hai trăm cây bơ bút với là cỡ 50 034 nữa. 200 cây bơ bút như vậy hả? Với còn 034 nữa. 034 nữa là tính ra là bao nhiêu cây? Thôi chắc cũng cỡ 50 cây. Vậy là tính là khoảng 300 cây à? Chưa tới. À, cà phê. Ê, 2.000. Cà phê 2.000 cây. Ủa nhà quá rộng, khuôn viên rất là đẹp luôn. Đây, lô nhà vườn đang kêu bán là nó có cái hàng ranh, cái bờ ranh là giáp cái nhà kia nha bà con. Đó, là hất về phía bên tay phải của mình. Bên trên này là giáp mặt đường là được 114 mét phải không anh? 114 mét mặt đường.
Từ cái điểm này mà đi ra quốc lộ 14 thì nó chỉ có cây số chứ mấy cây cây rưỡi số. Đây đường tỉnh lộ 6 này. À, đây tỉnh lộ 6 mà từ cái vị trí này mà ra quốc lộ 14 A thì Đây đây. 2 cây số ha, 2 cây số đổ lại thôi. Nhưng mà đường xe nó đi hết đường này mà. Là ngay ngã tư luôn. Ồ, cái nhà đúng rộng. Ồ, 114 mét mặt đường. Tính ra là gần 300 cây bơ hả? Gần 300 cây bơ bút, 2.000 cây cà phê tơ. Cà phê này cũng là cà phê 3 năm rồi chứ. Năm nay chín rồi Có cây sầu riêng nào không? có được cây Có đường cây sầu riêng hả? người ta kéo Đây sàn gỗ. người tóc rồi Phòng phòng ngủ đây sàn gỗ. tiền tiền á rửa rồi là toàn gỗ sâu xanh không anh này. À, đất có 114 mét mặt đường tỉnh lộ 6. À, vị trí đất cách quốc lộ 14A chỉ có 2 cây số đổ lại thôi, đồng thời cũng là ngay ngã tư luôn. À, đất là tổng diện tích đất là được 2 hecta mốt. Trên đất là có được 300 cây bơ. Đó. Trên đất có được 300 cây bơ. À, với lại 2.000 cây cà phê. À, đây có cây dừa nữa này.